Vương gia, cho hề nói với vương gia vài câu nhé. Người muốn nói điều gì? Vương gia ơi, anh em ruột thịt cơ mà, ăn cùng mâm ngủ cùng giường với nhau cơ mà, cục ruột trên ruột dưới với nhau sao nỡ lòng nào mà lại giết nhau như thế. Tay đứt thì ruột xót mà máu chảy ruột mềm cơ mà. Hề vào đây mang lời ca tiếng hát để mua vui cho triều đình, mua vui cho vương gia. Mà bổng lộc có được là bao nhiêu đâu mà suốt ngày cứ bị chứng kiến cái cảnh huynh đệ tương tàn nồi giá nấu thịt như thế này thì khổ lắm. Nhìn ăn năm ngày cũng chết mà nghĩ một đêm mà chết đấy vương gia. Thôi để cho hề đi khỏi rồi, có giết nhau thì giết, có đâm nhau gì thì đâm. Đây áo của vương gia đây, không đòi hề cũng giả. Hề về hề ở với dân, sanh sang một kiếp phong trần, nắng mưa ngàn vạn tình dân ấm nồng. Chứ còn gác tía lầu son, tưởng rằng phù hoa ở nơi gác tía lầu son, nào ngờ độc ác dối gian lọc lừa, chỉ vì hai chữ hơn thua tình người ai bán hè mua cho nào. Cho dù cái giá có cao, dù cao đến mấy hè nào giá trị, mong sao trong sạch thân hè. Úi trời. Mong sao trong sạch thân hề, trao sau quay săn nhưng đề huệ nghĩa nhân. Nắng mưa đầm ấm quây quần, tắt đèn tối lửa, chung phần sẽ chia đến nơi chín bệ mà ghê. Áo đây hề già đây hề về với dân, sẵn khoai ngô vỏ tương bần còn hơn nơi chín bệ sập dòng mà đau. Còn âm mưu chẳng mấy chuyện lẫn nhau, sao lại khốn nạn thế? Phải ở mấy dân ăn cơm cà cơm rau chứ rắn rết ba ba nó oán nghiệt, khốn nạn thế.